Xin chào quý vị Cảm ơn quý vị đã đăng ký tham dự chương trình văn nghệ Đêm nhớ mẹ tối hôm nay Xin hẹn quý vị vào lúc 6 giờ tối hôm nay Và hy vọng quý vị có thể có mặt Đúng giờ để chúng ta có một chương trình bùng nổ Đặc biệt Chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ cho chương trình văn nghệ Đêm nhớ mẹ tối hôm nay Công ty quản lý bất động sản Maxim Chúng tôi nhận cho thuê bảo trì bảo quản sửa chữa tài sản của bạn Một chi tiết liên lạc anh Thanh 402-991-1162. Dịch vụ sửa chữa xe hơi Long Đinh nhận sửa chữa các loại xe xin liên lạc 531-772-0251. Công ty JA Employment Agency nhận công nhân lao động định cư EB3. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Thảo Zalo 1-213-999-1863. Kiều Studio cho thuê âm thanh, thiết kế âm thanh. Mọi chi tiết xin liên lạc 402-738-0051. Khải Taylor nhận sửa chữa các loại quần áo nam và nữ. Và State Farm, chuyên bảo hiểm về xe hơi và nhà và những bảo hiểm khác. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hồng Nguyễn 402-858-2997. Cảm ơn quý vị.